Hơn 10 ngày lẩn trốn sau khi dùng súng cướp 725 triệu đồng của ngân hàng BIDV tại thành phố Huế, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào trưa nay ngày 18 tháng 12. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang lấy lời khai để làm rõ động cơ cướp ngân hàng của kẻ này. Nguyễn Hoàng Tâm, 29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông, là nghi can thực hiện vụ cướp hơn 725 triệu đồng ở phòng giao dịch BIDV thành phố Huế. Nghi can Tâm đã bị bắt ở một chợ tại Đà Nẵng trong bộ dạng bình thản. Khai nhận ban đầu, Tâm cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua xe máy của một người bán xe trên mạng, sau đó Tâm dùng xe máy này để đến ngân hàng cướp 725 triệu đồng. Tâm đang tìm mua xe máy mới để tránh bị phát hiện, dấu vết thì bị bắt. Vào lúc 5 giờ thì tôi có chuẩn bị súng bi, khẩu trang vào cướp ngân hàng BIDV ở Huế. Tôi cướp đi 725 triệu. Sau đó tôi bỏ xe lại ở chợ và chạy xe về và đi taxi về. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 12, Tâm mang súng vào chi nhánh ngân hàng BIDV của thành phố Huế. Đối tượng đeo găng tay, bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, khoác áo màu đen, chĩa súng vào nhân viên thu ngân và bảo vệ, yêu cầu để tiền lên bàn giao dịch. Hắn chĩa súng đe dọa, lấy từng cọc tiền cho vào túi, tổng cộng là 725 triệu đồng. Khi Tâm bỏ chạy, còi báo động mới vang lên, một người đuổi theo nghi can nhưng bất thành. Hắn đã phóng xe máy tẩu thoát vào dòng người đông đúc.